sẽ chở em đi và giết chết để khỏi đổ bể chuyện chữ quan này đó. Trời ơi, nhỏ một chút, nó đâm anh đến như vậy sao? Đừng hỏi đôi co gì nữa, em không thể ở đây một giây một phút nào nữa. Em phải đi ngay, trốn đi. Không, em không đi đâu hết à. Trời ơi, ở đây thì chết em ơi. Chị bà ơi, em đâu còn mặt mũi nào để nhìn ai đâu chị bà. Không, Thành ơi, em cần phải sống, sống đi trả thù. Sống đi trả thù, phải trả thù cho em và cho tất cả mọi người. Em quên lời dặn trong thơ của cậu Hoài gửi chị đưa cho em hôm trước đó sao? Em biết trốn đi đâu bây giờ hả chị? Thành ơi, chứ không lẽ ở đây chịu chết sao em? Về nhà thì không được rồi, còn đi nơi khác, đi nơi khác thì em biết đi đâu, ai mà chứa. Thành ơi, chắc cần phải phải đi thật xa đó em ơi. Đừng cho họ bắt gặp, hay gặp được thì chết, chết đi Thành ơi. Thành ơi, hay là em lên Sài Gòn ở tạm nhà cô ba em, mà em nói với chị hôm trước đó, rồi sao sẽ tính nữa ha? Nhưng mà hồi nào tới giờ em có đi Sài Gòn lần nào đâu mà biết. Sao em nói lần cô ba em về thăm nhà đó, cổ có nói chỗ ở mà, còn nhớ không? Em nhớ không? Em nhớ rồi, nhưng mà em sợ quá chị ba ơi. Thành ơi, đừng sợ em. Em phải đi thôi, em phải trốn khỏi nơi đây thôi. Vậy là được rồi. Chị ba, em cứ trốn ra chợ Cao Lãnh đi, đón xe lên Sài Gòn, vừa đi vừa hỏi thăm là được rồi. Chị ba ơi, em đi rồi, em sợ ba em với anh hoài. Em cần thoát hiểm nghèo, mọi việc có chị lo, chị sẽ tìm cách cho ba em với cầu hoài hay đến nơi đến chốn an toàn, viết thơ về báo sao. Chị ba, chị đừng có nói. Chị sẽ chẳng nói gì. Em cầm tạm 10 đồng với đòn bánh té mà ăn. Chị ba, ân tình sâu nặng làm sao để đáp đền. Một liều ba bảy cũng liều, xin đền ta kiếp sau. Thành ơi, chị ba, em hẳn bảo trọng lấy thân em. Chị lo cho em nhiều quá, thân của chị biết đến bao giờ em mới trả được. Thôi, em đừng nói gì nữa. Chị mở cửa này, em lao xuống sân sau, luồn qua vườn rồi chạy băng qua cầu ra chợ Cao Lãnh. Khuya rồi, đi mau đi, kẻo có người hay được thì khổ lắm đó. Chị ba, đi đi em, đi đi. Chị ba ơi, đi đi. Em đi kìa chị ba, em đi. Hả? Ê, chết rồi, con Thịnh nó trốn rồi. Chuyện gì đó? Dạ dạ, con Thịnh nó trốn rồi ông ơi. Trời ơi, con Thịnh trốn rồi bà ơi. Dạ, hồi nãy tôi nhốt nó trong phòng nè, vô có nó mất rồi. Ê, chết, cái cửa sổ, nó mở cửa sổ nhảy xuống đất chiên ánh xa.